Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn, chào mừng cả nhà đến với video tiếp theo của mình nha. Chúc cả nhà mình ngày mới thật là vui vẻ, an lành, ấm áp bên gia đình của mình. Hôm nay mình có một cái video chia sẻ với cả nhà mình nha. Sáng mình có nhờ ông anh của mình đi chợ mua mấy ký da heo cả nhà. Thì giống như video trước thì mình với lại ba với lại ông anh đó có thống nhất với nhau là sẽ làm một món da heo luộc chấm mắm nêm cả nhà, cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ video cho cả nhà mình coi. Hồi sáng có kêu ông anh đi mua mấy ký da heo về, ổng cũng đang cạo cái da heo ở trong nhà dùm cho mình đó cả nhà. Mình ra ngoài vườn thì mình quay chào với lại cả nhà mình, sẵn chia sẻ với cả nhà mấy cái hoa này là ba mẹ mình trồng để bán Tết này cả nhà. Đấy, giờ lớn cỡ này nè, không biết chừng có kịp Tết hay không nữa. Đấy, thì... lúc trước là mình tính là sẽ trồng rau. Trồng rau á, rau để mình quay video cho cả nhà mình xem rồi mình ăn với lại mình cho hàng xóm đồ. Nhưng mà ba mẹ thôi nói thôi để trồng ít bông để bán Tết. Với lại bên kia mình cũng có trồng rau lại rồi cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Thì mấy hôm bữa giờ cũng có nhiều khán giả mình thấy cả nhà mình hay chia sẻ cái video với lại cũng nhắn tin hỏi mình biết chuyện vợ cũ của mình, thật ra ly dị lâu nay rồi thì bây giờ mình kêu là vợ cũ nha cả nhà. Đấy, thì thấy vợ cũ của mình có lên một cái video gì đi tìm mảnh ghép về bên kênh Sài Gòn Go á. Thật ra là mình cũng cái chuyện vợ cũ mình bây giờ làm cái gì mình không quan tâm cả nhà, mình chỉ quan tâm bé dâu tây thôi. Tại vì khi mà lên video mình nói thật sự ai cũng coi mình là nạn nhân hết cả nhà, không có ai nói xấu về mình hết. Thì mình cũng có vô cái video bên kênh Sài Gòn Go đó mình xem thì mình thấy đa số là nói xấu mình thôi, có ngồi ra là chả có gì khác hết. Rồi thấy tìm mảnh ghép cái gì đó mình không biết, là yêu cầu tiêu chuẩn của người chồng thế này thế nọ mình không biết. Thật sự mà nếu mà cả nhà mình xem video đó rồi thì cả nhà thấy cũng rất là khó hiểu và cũng nghĩ xấu về mình rất là nhiều. Nhưng mình cũng không nói xấu về ai đó, mình sống sao mình tự biết, mình không có nói xấu về ai hết. Nhưng mà cũng hy vọng là vợ cũ của mình sẽ tìm được một người chồng giống như là cô ấy mong muốn. Thì còn cái chuyện mà cô ấy tốt hay xấu thì mình không nói nha. Còn ai muốn biết tốt hay xấu thì cứ sống thử với cô ấy đi rồi sẽ biết ha. Thì mình không quan tâm, giờ mình chỉ quan tâm là bé dâu tây thôi. Lâu nay thì mình vẫn đều đều nha cả nhà, mình vẫn vợ cũ của mình không yêu cầu mình chu cấp, ra tòa thì không có yêu cầu mình chu cấp gì cho bé dâu tây hết, nhưng mình vẫn chu cấp đều, đó là trách nhiệm của mình. Đấy, mình chu cấp cho bé. Đấy, hàng tháng mình vẫn chu cấp. Rồi quần áo thì mình có cái nào ví dụ mình mua thì mình vẫn sẽ gửi ra, tất cả các đồ dùng cá nhân đó mình cũng sẽ gửi ra. Đấy, mình vẫn chu cấp đều cho hàng tháng cho bé nha cả nhà. Cả năm nay thì mình vẫn chu cấp đều, không thiếu một tháng nào. Đấy, không có tháng nào mình không chu cấp hết. Bé bệnh thì mình vẫn chạy ra bình thường, nhưng mà mình không quay video nha. Mẹ của bé không có cho mình quay video, cho nên là mình không có quay video, nên cả nhà mình không có biết. Cả nhà mình cứ nghĩ là mình bỏ rơi bé, rồi không có quan tâm chăm sóc, rồi cũng không có đi thăm bé. Thật sự là mình vẫn đi thăm bình thường nha cả nhà. Mình vẫn đi thăm bình thường, nhưng mà những lúc mà bé bệnh thì mẹ của bé gọi mình mới đi thăm được, chứ ngoài ra mình không bao giờ đi thăm được. Mấy tháng này mình không đi thăm được cả nhà, tại vì không có biết chỗ ở, với lại mẹ của bé cũng chặn mình hết rồi, mình không có đi thăm được cả nhà, chặn hết rồi, không có đi thăm được. Trong Zalo này là chặn sạch hết, mình không có nhắn tin được và cũng không gọi điện thoại được. Nói chung bây giờ mình gia đình của mình hoặc là mình có nhớ bé thì cũng không biết ở đâu để thăm nữa cả nhà. Nhiều khi mình muốn chạy ra nhà ngoại của bé mình để mình nhờ dắt qua cũng được, mình nhờ dắt qua để mình thăm cũng được. Nhưng mà thật sự cái tính của vợ cũ mình thì mình nghĩ là nếu mà đã không muốn rồi thì dù mình có chạy ra thì cũng không bao giờ mình gặp được đâu cả nhà ơi. Cho nên là mình chỉ có cách là mình nhắn tin trước, mình hỏi thăm, là mình nhắn tin trước rồi mình kêu là cho mình gặp một buổi hay là một ngày cũng được rồi mình chạy về lại. Nhưng mà không có trả lời, nhưng mấy tháng nay mình cũng chưa có đi thăm bé được luôn á cả nhà.
thì thăm được hay không thì cái đó mình thương mình để trong lòng thôi, mình vẫn chu cấp đều cho bé nè, nên cả nhà mình cứ yên tâm về vấn đề đó, mình không có bỏ cho vợ cũ của mình chăm bé một mình đâu cả nhà, không để cho vợ cũ của mình là phải nuôi bé một mình đâu, nên cả nhà mình cứ yên tâm về vấn đề đó nha. Giờ mình chỉ quan tâm là bé Giao Tây á, sống tốt là được. Đương nhiên là sẽ thời gian đầu là sẽ thiếu tình thương của cha đó, thiếu tình thương của cha hay không là hiện tại bây giờ ví dụ như mẹ của bé mà không cho mình gặp bé thì đương nhiên là bé sẽ thiếu tình thương của mình rồi. Nhưng bé ở dưới với lại vợ cũ của mình thì đó là quyết định của vợ cũ mình thôi, mình cũng không có quyền quyết định được. Thì cũng hy vọng là thời gian sắp tới là mình sẽ gặp được bé nhiều và mình sẽ chia sẻ được những cái video với bé cho cả nhà mình coi nha. Thì hôm nay mình sẽ đi vô mình quay cái video mình chia sẻ cho cả nhà mình về cái món ăn là da heo luộc chấm mắm nêm nha. Ở ngoài vườn này đâu, mình là không có đi chơi đâu hết á, ngồi đi làm ra mình chỉ ở nhà thôi, mình không đi chơi ở đâu hết, không hề đi chơi ở đâu luôn, đi làm xong rồi ở nhà, đi làm về rồi ở nhà livestream TikTok vậy đó, nhưng không có đi đâu hết. Thì mời cả nhà mình cùng vô nhà với mình nha. Ba với lại ông anh chắc cũng đang làm ở trong đó cả nhà. Vậy làm gì ạ? Ông ba đang đang luộc bên đó hả? Ba đang luộc da heo đó cả nhà. Vậy làm gì ạ? Vậy chào khán Mình chào khán giả. Bây giờ lưng mình đau quá mà cháu nó mua nết tới nó đi mua bánh tết. Ủa? Ai? Ông Giang. Trời ơi, sao bà Vì không năm gói này đi bác? nữa. Hả? Vì năm này đưa tiền mua cho hoài 3 kg rồi nó 2 kg à. Nó gửi Còn ký có 2 ai phụ ký. hoài hoài già Hai đâu còn bắt ký. hoài gói nữa. Nó nói gì gói rồi nữa chừng nó ra nó phụ. Vậy là chừng nào? 27 28 Bà kiếm con chó cho con với ơi bà ơi bà ơi bà Nó bà đu quá bà ơi nè. bà ơi bà ơi bà ơi liền bá rồi liền bá đi Nó đu mình mà liền mình quay bá phim không đi được luôn liền cả bá nhà. đi bỏ Coi. Qua đu ngoại kìa. đó, con này cành đanh ba này đó Nhà mình nuôi 6 con với lại chưa con gấu nữa chưa là 7. đó đi ơi Nó đòi đi qua mình không à. đó để là nắm chừng rồi đi đó đó đi Thả nó ra đi. ngựa 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 đó, rồi bà đây lành Đây lanh nè, nữa đây nè, là để đi mình quay đó cho cả nhà coi nè. Nó cứ đu theo mình vậy đó. Đây. Nè. Đây còn thấy đó, không? Đó, nó đó, nó đu nó leo nè. Nó chịu nổi nó không? Nó cứ đu nó leo vậy đó. Sao? Chịu luôn á. Hả, mình cứ ngồi xuống là nó đu, chưa sấy là chưa cho uống sữa sao á? Hai bà nhỏ càng nhanh nữa kìa. Chưa có cho uống sữa cả nhà. Đó, thấy chưa cả nhà? Nhìn này. Nó đu nó leo nó làm thiệt á chứ, ngày nào á mình đi làm thôi á, mình ở nhà là tụi nó cứ đu gì đó. Thôi được rồi, stop stop nha, xuống nha. Anh thương rồi, thôi xuống dưới hết đi, ngày nào cũng đu thế này thôi. Quả nấu gì ăn chưa? Quả nấu gì ăn không? Mình chống cái máy xuống nha. Quả nấu gì ăn không? Cá kho Rồi lui làm gì ra. mới chưa Hả? làm gì mới chưa Đang ba đang luộc da heo đó cả nhà. Luộc làm sao? Luộc luộc da heo bữa nay làm da heo chấm mắm nêm, mời cả nhà mình thấy Wow, hổ quá nè. Bà này bá lì bá hổn à. Lưng ngựa này lưng Nó đu ghê lắm cả nhà. Ở đây Tiger Ken hổn lắm nha, hổn lắm nha, hổn lắm nha, hổn nha. Lũi lũi đâu không biết nữa. Hổn lắm nha, hổn lắm nha. Tiger Tao Tiger mà cứ móc móc một cái dĩa dĩa đấm 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 hổn. Mình thương nó là nó thương mình nè cả nhà, thật sự luôn. Mình nuôi bất cứ con gì cũng vậy, mình thương nó là nó thương mình nè. Mình đánh nó là sao nó dám tới mình được. Mày ở dưới mày nói chuyện không được à? Ở dưới ra nói mẹ nghe.
ở dưới nó mẹ nghe nó leo nó đu mẹ anh này anh lùng mà muốn lên lắm mà anh lên được ông mẹ mặt mặt mà đen thui lên. Lát nữa ngoài có nấu gì ăn không? Nấu đã. Nấu là hổng nấu món gì? Luộc khô đủ vậy hả? Wow. Đây đủ rồi lấy hai trái hùm mới được. Còn hai chữ. Hai luộc lợn. Wow. Ăn được đủ luộc nữa hả? Đủ luộc. Cá kho. À, cá kho. Wow, bữa nay ngồi ăn cá kho lại đủ luộc cả nha. Hổng quay. Liếc à, liếc nhìn nè. Nó thấy mày nổ nó hổng lắm. Tu trên mình nãy mặt mày nè. Nấp cho khét hết lại. Nội em chơi em nấp hết rồi. Cô nào như cô nấy. Bất cứ kiểu quen. Chứ có một con đi đâu đi chung chung rõ nằm. Với cô nào ngoại nhớ cháu không ngoại? Để mình hỏi thăm thử ngoại nha. Nhớ cháu cố không? Không nhớ. Mày 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 nữa là mày liều mạng mày ảnh về coi. Liều mạng là ảnh về luôn không? Ờ, à, liều mạng là ảnh về luôn. Ảnh bây giờ đang về bữa. Mẹ vô rồi trả, không vô rồi khỏi anh. Để cho mẹ nó thăm thả, mẹ nó làm ăn. Ảnh bây giờ đây. Món gì đã tìm ra nó chưa? Chưa, nhà bữa mới gửi. Mình là cứ hàng tháng là cứ đầu tháng là mình sẽ gửi một lần. Đầu tháng mình sẽ gửi một lần cả nhà. Tại vì trong nhà của mình á, thì cả nhà xem video của mình thì cũng biết rồi. Có bao nhiêu người thì cả nhà mình cũng thấy rồi. Có ngoại nè, có Minh nè, có ba, có mẹ. Đấy. Ba Minh thì đi chăn cừu. Mẹ của Minh thì ở nhà bán nước mía. Bán nước mía mà thật sự nói với cả nhà là Minh toàn đập tiền túi không à. Dạ, lát nữa hả? Minh toàn đập tiền túi không à. Bán nước mía không có lời. Mà Minh lúc nào cũng bỏ tiền túi ra hết á. Để mua mía cho mẹ bán không à. Đấy thì Minh là lao động chính trong gia đình rồi. Tất cả chi phí là kinh tế trong gia đình là Minh lo hết. Cho nên là Minh không làm việc này thì Minh làm việc kia. Không làm việc kia thì làm việc nọ. Làm việc gì không biết, chỉ cần có tiền là được. Chỉ cần kiếm có tiền là được. Đấy, ngoại thì ở nhà bán mắm đồng. Ví dụ như hôm đợt nào có cá thì ngoại bán mắm đồng. Ngoại bán mắm đồng để có tiền ngoại để dành. Ngoại mua thuốc, ngoại uống, rồi mua bánh, mua kẹo, rồi mua cái gì đó ngoại ăn, trái cây chẳng hạn nhớ cả nhà. Đấy, thì mình có một cô em gái. Cô em gái của mình thì đi làm ở Sài Gòn. Một năm chắc về cao lắm được 2 lần. Một năm chắc về được 2 lần thôi cả nhà. Ấy ấy ấy. Một năm về được 2 lần thôi, còn có khi là một năm về một lần, có nghĩa là Tết về thôi. Ở nhà thì mình lo xuyến trong nhà hết. Vợ cũ mình không có ở với mình nữa thì cuộc sống của ai nấy sống cả nhà. Mà nay nấy lo. Thì mình hàng tháng thì mình vẫn chu cấp về ngoài đó, coi như là mình có nghĩa là mình không lo hoàn toàn, nhưng mà mình chu cấp, mình phụ giúp mình để nuôi cho nuôi bé. Hàng tháng mình vẫn gửi nha cả nhà. Cho nên cả nhà mình cứ yên tâm về vấn đề đó nha. Mình tự biết cách sắp xếp, tự biết cách lo được. Nên cả nhà mình đừng có thắc mắc nhiều cái mà nó không có liên quan á, rồi đặt câu hỏi thế này thế kia, nhiều khi mình không có muốn trả lời đâu cả nhà. Tại vì mọi người hỏi để thỏa mãn cái sự tò mò của mọi người thôi, chứ mọi người đâu giúp được gì cho mình đâu. Cho nên là mình cố gắng mình làm, mình kiếm tiền, mình tập trung mình làm. Giờ ở nhà ngoại nhớ cháu, ngoại kêu bữa nào lén lén là nó bắt hình. Dạ. Ừ, nhớ quá không, mở video cho coi đi nha. Có video mà
vô kênh nó bắt đầu mở coi, còn không mình lưu mấy cái video á cho ngoại coi. Đâu rồi, cho ngoại coi mấy video á, lâu lâu hay mở cho ngoại coi lắm cả nhà. Nhớ quá biết sao rồi, bắt đầu cái mở video lên, lấy điện thoại mở video lên cho coi này. Đó. Ui, phá rồi, phá rồi. Đó, nhà trọ, nhà bạn. Có mấy cái video á cả nhà, bấm vô nó như thế nè, phá đồ rồi. Lấy đồ liền nè. Đó. Mấy tháng rồi không có gặp, mấy tháng rồi mình không có gặp cả nhà. Thì không nhất tới là nơi bà lượn lượn giặt hay con lượn nó giặt hay cho mẹ con quấy gì vậy. Mấy tháng rồi không có gặp cũng nhớ, thì mỗi lần nhớ lấy mấy cái video này coi nè. Xách đồ thắp lấy quăng quăng đồ về thăm cố. Mẹ vô thấy gần cảnh à. Hả gì à? Ê bọn quần bọn áo gì của ấy nè. Cho ngoại coi video khác nha. Ăn gì bắp ăn á. Nhà ơi. Ăn nè. Đó, coi đỡ. Cho cả nhà mình coi. Mình nghĩ khán giả trên kênh của mình cũng nhớ lắm. Để cho cả nhà coi nha. Chờ xíu cả nhà. Đi nè. Đi cả nhà thấy không? Cả nhà coi. Cả nhà mình coi video đỡ nha. Coi video đỡ đi. Rồi hết rồi. Còn nhỏ. Rồi coi đỡ như đó thôi. Thôi đi tiếp tục làm công việc thôi cả nhà, và bữa nhớ nhớ coi tiếp. Quậy nấu gì ăn đâu cho con coi coi, để quay cho cả nhà mình coi nha. Đâu, wow, đu đủ không? Đu đủ luộc vàng vậy. Nó vàng rồi, chứ vàng trốn. À, sao quá vàng. Mày đâu vậy? Để ba đây là mày lấy tấm ván. À, lấy tấm ván ra bên kia hả? Ờ. Toilet là dọn ra ngồi ăn chung luôn đi. Vô vô mẹ. Ồ, cả nhà ơi, đây. Làm cho một son luôn không bà? Ồ, làm lon lon ai ăn đó trời. Trời ơi, da heo à. Da heo mà làm cho một nồi luôn kìa. Sống không? Hết rồi. Wow. Da heo mà làm cho một nồi vậy. Mua hết rồi. Hết rồi chứ. Hồi đó ông bà ăn cỡ 1 ký không? Không á. Cái này giờ ăn 1 ký. Cái này mua mua lần 3 ký da heo luôn, ăn cho hết ba, ăn hết gấp lại mình bỏ ngăn máy tủ lạnh để dành nha.
Ôi trời ơi. Ủa hồi nãy ship, hồi nãy shipper giao hàng ai đưa tiền vậy? Không, để lát em tính tiền lại đưa cho anh. Có xe xin chào. Hả? Ừ. Có xe rồi. Mấy đứa này sao nó cứ đu minh hoài ta. Cái này là rau sống này cả nhà. Da heo này chắc gấp nguyên cuộn vậy cắn. Mua 2 sắp tính sống à. Đấy, nhà mình bữa nay có nấu cơm không mẹ? Có chứ. Cơm mực là múc mực đồ ra. Rồi qua con hỏi thăm thử coi. Ngồi ghế đi, đi đâu nữa? Múc mực đồ ra cho quậy đồ ra. Có mực nữa hả? Có mực sợ nữa. Mực à. Mua nữa cái mực gì sao chú? Hả, gì nó ấy ra cho quậy ăn cơm. Quậy kìa, quậy bốc nè. Đó. Vậy thôi mẹ, mẹ lấy mật xào rồi cho hoài luôn đi. À, cái nhà đạp tấu với hai khẩu ba mắm nêm da heo chấm mắm nêm đã với chợt. Ông ba có đâm me à? Không me hả? Không me sao chua me rồi chanh nữa chua chứ chanh chanh thì sắc múc ra mình nặng. Nó chanh me rồi mới chua chứ cả nhà đúng không? Đây nè, cái da heo nè chấm với lại cái mắm nêm này cả nhà ơi. Nóng hổi luôn cả nhà ơi. Wow. Không biết có ai ở đây có ai fan da heo không? Vậy. Vậy thấy da heo vậy lắc đầu. Đó. Ừ. Cục cục hả? Ba trời luôn à. Phải ăn cơm như vậy mẹ đi vô lấy mật xào kìa. À, mật xào. Phải coi này. Coi. Hổn miền. Nó ham quay phim. Đu lên ra được rồi cả nhà. Đứng cho ngà ở đây mà cũng đu lên nữa. Lên. Cắt chanh rồi vô mắm nêm phải có chanh cái đồ vô. Chanh không mà me. Mình thua. Cái hồi sáng giờ con hỏi mẹ sáng giờ mẹ bán nước mía được nhiêu tiền rồi mẹ? Có 40 ngàn. Hả? Có 40 ngàn á. Sáng giờ bán được 40 ngàn hả? Ngày hôm qua bán được mà bao đá sáng chợ có chợ đá không? Không không chợ đá hết 30 ngàn nữa. 35 ngàn bao đá 35 luôn. Sao bữa nay lên giá vậy? Bây giờ cứ 35 ngàn cho lên. Ủa đá gì mà nhớ mới lần đầu mình mở cái nước mía cho mẹ là đá có 25 ngàn một bao à. 30. Rồi bước đầu lên 30, bữa nay lên 35. Ủa làm cái gì mà lên dữ vậy? Ông nói đá bữa nay lên. Đá lên hay ổng lên? Biết. Cả nhà cho mình hỏi chỗ mọi người là một bao đá để mình bán nước như thế này là bao nhiêu tiền? Mà chỗ mình là ổng lấy tới 35 ngàn một bao. Bây giờ 35 cũng lấy chứ giờ không lấy rồi. Nhà thì không có ai đi chở bắt buộc phải phụ thuộc vào người ta cả nhà. Rồi mời cả nhà mình nha. Wow. Dày dữ hả? Sao cuốn hết? Chắc là giờ có thêm mắm nêm vô anh xong. Trời ơi, ông ba làm cho một miếng da heo đã không? Cái này không có mỡ nên là ăn không ngán nha cả nhà, chỉ có da không à. Da thôi chứ không có gì hết á. Chấm với lại mắm nêm nè. Nhà xấu rồi kéo không xấu. Có. Kéo trong nhà anh. Ba nói hồi xưa là ba ăn da heo dữ lắm. Ô, quậy ăn được không? Cả nhà coi kìa. Coi quậy kìa. Nha, quậy còn đúng một cái răng đâu quậy, coi quậy. Còn có một cái răng à nha, nhưng mà coi cuốn bánh tráng với rau sống nè. Đấy. Đây rau sống. Wow. Hồi đó ông ba đâu có cuốn gì đâu, thấy ông ba cầm nguyên miếng da không ba ăn à. Cắt ra uổng vậy. Wow. Có gì đâu, trời thanh niên mà. Mẹ má. Ngán. Cái đầu ngán thanh niên mà mình cho nguyên miếng vậy mình cắn chứ. Thấy hoài không?
Ủa cái dạ cuốn bánh tráng. Ủa quậy cuốn rau với rau, rau sống với lại bánh tráng không à hả? Xà lách cho mềm nè quậy này. Quậy xà lách cho mềm. Cuốn da heo. Làm cuốn da heo vô nữa má. Quậy ăn da heo được mà mềm á. Da heo mềm chịu à. Thấy sợ hả? Thôi mời cả nhà mình nha, mình làm miếng này. Bà cuốn bà cái da một miếng nữa. Dạ. Rất thơm mềm à. Đây cơm trưa của ngoại là có mực xào nha cả nhà, với lại canh đu đủ mực xào cho ngoại. Ô ngoại ăn được à. Chấm mắm hay chấm nước xào á vậy. Mình mới đi rửa tay xong cả nhà, tại nãy ẩm mấy con lính của mình á, mới rửa tay xong giờ vô ngồi mời cả nhà mình nha. Mời cả nhà mình miếng con nghĩ là con sẽ cầm nguyên miếng con cắn luôn để coi. Mời cả nhà mình nè. Da heo, cái này da mà không có mỡ. Chấm với lại mắm nêm. Mời cả nhà mình. Mềm không? Mềm. Được bà bỏ muối ngọt chưa? Mềm cả nhà. Làm miếng rau. Thì mình ăn này ba con rết mà ăn thì sao chứ. Và buổi sau ớt thấy thịt ớn rồi. Ngon mà. Có nó thịt kho đây lâu ngon chứ. Da heo ngon cả nhà. Tại Minh là Minh không có ăn mỡ được. Còn cái này là không có mỡ nha, da không à. Không có mỡ. Mời cả nhà mình. Vì đợt Tết này mua trứng, mua da heo. Kho với trứng với măng được không? Mềm mềm. Giòn giòn. Cuốn da heo này cũng mềm đó. Mềm. Nhiêu ký hả? Bốn ký. Để ta. Mắt không? Có hả? Mẹ điểm rồi. Đó cho không. Đó nhiều rồi. Đâu ai. Có mấy ngàn ký ra cho, ra mua miếng ai miếng cho luôn. À. Trời lắm mà có cái vụ làm gỏi bén gỏi á. Bắt đầu nó mới bén hết chứ. Chứ hồi xưa bỏ không hả? Không phải là bỏ, bén rỉa. Rỉa. Nhập nhập hai là trò bà cụ khách mời cả nhà. Da heo mà thấy nó bén thịt heo mà con thấy cũng còn nguyên da vậy mà sao nó lại lạng cái này đi mới đâu đó. Lại mấy cái người mà mua thịt thăm á. Còn con ở đây nó sợ. Gắp miếng củ cải ăn nha cả nhà. Củ cải ngoại làm. Ngoại làm củ cải nè cả nhà ơi. Củ cải này ăn ngon lắm, giòn thơm cả nhà. Chục ký nữa là ăn hết rồi vừa. Ăn qua đây chắc hết rồi vừa. Ngoài làm mấy hũ luôn á. Ăn hết hũ. Thôi thôi ăn ba được rồi. Củ cải bỏ mắm này cả nhà. Ăn Tết ngon. Ngoài ăn cơm đi. Bánh tráng đồ nhai không có được đâu, đừng ăn nữa chứ. Mực á. Ăn mực ăn đồ nè, mực xào nè. Ngoài ăn đồ đủ mềm cũng được. Ăn mực rồi vô nha. Rồi tiếp tục mời cả nhà mình. Wow, bà làm cuốn bự vậy? Gì vậy đã? Nguyên miếng luôn hả? Nguyên cục đó luôn. Wow. Lâu lâu ba mới ăn lại nha.
trên này cũng ít quá bán lên về đây anh cái này là ít bán hỏi không có hỏi chưa hỏi cái nhà nó bán hỏi nó mai mày để cho tao nước cái da nha vừa nói xong nó đây này da này là xấu lấy hết đi mua lấy hết rồi lấy thử miếng củ cải giòn không mà giòn củ cải giòn ha ăn nó giòn rậm mà mẹ ăn được không ta thôi hay vậy ăn không thử miếng son thử miếng củ cải hoài làm coi ăn đi giòn lắm á ăn chưa ta bữa giờ có anh có ăn chưa nó ăn mà biết bao nhiêu bụng nó rồi cũng hết thẩu luôn rồi giòn mà ngon vừa ăn chết mà giờ cũng không ăn có ăn lại cũng vừa đúng rồi vừa tiếp nha cả nhà đấy trong máy rồi giờ mình quýt tiếp thử miếng củ cải cái ăn giòn ngon đấy mình nhà là gọi nghe khoái bỏ vỏ giòn giòn này chứ đừng bỏ vậy nha ăn củ cải phải giòn vậy á cái này không ăn được khéo còn có bữa trước là phao bị héo lắm ủa mẹ ăn được không mà cũng giao thử miếng đi nghe thôi mày sao không hết tiếng rồi hả cuốn cái miếng bánh rồi dồn nó khỏi dính tay có cái ấy cắt không kéo còn cái gì ăn gì mới đã cả nhà giúp mời cả nhà mình nha đúng nhưng mà giờ giờ bây giờ cho bên trong nó nấm lên rồi đồng dân xấu với lại kẹo bá hộ rồi đi luôn ha ăn đua không không nó ăn nó cắt lát như mình rồi con nào không nó để bị một tấm bự luôn à cắn hả nó dao đằng xíu ha nó xíu ra nguyên cuộn cục tay à đằng xíu ăn cục bữa này là ai mà ăn được ăn dữ lắm á còn thằng con nó chưa nói nha thằng con nó ăn gớm không để bá hộ nào con mai đen á ông nhà bị tai nạn tàu lửa chắc gì sống biết à sao biết không con Ngọc ấy chắc gì đâu biết đó anh nói lại không được á chị em hồng bán cháu dịch bán trống lượng đó trống đó phải không ngay chỗ cái đường rầy ngay chỗ cái cầu quý cái cầu ga cái quý nữa lên đất thửa không mà nó bên đầu cầu nó lại đi thẳng ra còn nó dài heo rồi nhưng nó để bị như tấm thảm gì để cái dao đặt xuống cái khúc cuộn tròn lại kiểu như ông sốt xe thuốc mà viên miếng đá mà cuộn lại vậy bụng cục có thể đã ô cái này nó không có béo ngày hôm qua như mà nó biết béo béo nó hơn nó ớn xin chào cả nhà mình nha mình ăn xong rồi mắm nêm bà làm cay quá cũng khá là lâu rồi á mình không có làm về những video hoặc là bán hàng về vòng chầm nhang chầm tất cả các thứ về chầm hôm nay mình sẽ làm video bán lại cả nhà thì video trước là mình cũng có quay
Mình quay lên thì mấy cô chú cũng thấy mình bán lại thì cũng rất là vui và cũng gọi điện thoại và nhắn tin cho mình, thì cũng đặt hàng ủng hộ cho mình, thì mình cũng cảm ơn mấy cô chú rất là nhiều. Thì mình sẽ sắp xếp hàng mình gói cho mấy cô chú, đa số mấy cô chú ở nước ngoài cũng có cả nhà. Thì mình thấy có những cái comment, thật ra mình cũng không có để ý nhiều tại vì mình đi làm thôi, tập trung mình đi làm thôi, mình cũng không để ý nhiều đâu cả nhà, nhưng mà mình nói để mọi người hiểu thôi. Mình bán vợ cũ của mình thì cũng có bán cái này, thì mình cũng bán cái này đấy. Thì thật ra là mạnh ai nấy bán, không liên quan gì đâu nha cả nhà. Ai bán thì cũng đều lấy cái tiền đó mà phụ đắp trong gia đình hết, để chăm lo cho gia đình thôi, chứ không có bán để lấy tiền làm cái gì cả. Giống như mình vậy, mình bán, mình làm thì mình ăn một mình thì cũng được vậy, đúng không? Mình đâu cần phải bán cái này bán cái kia làm gì, một mình làm mình tự ăn cũng được. Nhưng mà mình đâu có sống kiểu vậy đâu, thì mình cũng làm công việc này việc kia thì mình kiếm tiền để làm gì, kiếm tiền là để chăm lo cho gia đình thôi chứ để làm gì đâu. Mình bán cái này là để có tiền lo gia đình rồi gửi để mà phụ nuôi bé dâu tây đấy. Chứ nhiều người họ cầm nói là mình bán cái này cạnh tranh với lại vợ cũ mình đâu có cạnh tranh gì đâu cả nhà. Thì cả nhà mình ví dụ xem video thì cả nhà mình yêu quý ai, thích ai thì cả nhà mình mua hàng ủng hộ đấy. Ai bán cũng vậy thôi cả nhà, bên kia bán thì chuyện của bên kia, còn mình bán là chuyện của mình thôi. Cả nhà mình yêu quý ai thì ủng hộ người đó, mình đừng có suy nghĩ nó tiêu cực quá cả nhà. Mình đừng có phải nghĩ là như thế này như thế kia nữa, mình có thể suy nghĩ thoáng lên có được không? Mình suy nghĩ mọi chuyện nó thoáng lên, mình sống cuộc sống nó thoải mái, nó happy lên chút xíu đấy. Thì tối nay là mình sẽ nhận hàng thêm nữa ở ngoài, tại vì lâu nay mình không có bán, mình giao lại hết mình không có bán nữa, cho nên là hiện tại bây giờ là hàng cũng mới về lại thôi cả nhà. Thì bây giờ mình bắt đầu mình bán lại, thì ở ngoài xưởng cũng gửi hàng về lại cho mình, gửi vòng, gửi tất cả các thứ về trầm hương gửi lại cho mình để mình bán. Thì cả nhà mình có yêu quý mình á, có nhu cầu sử dụng sản phẩm trầm hương thì hãy gọi số điện thoại của mình để đặt hàng ủng hộ cho mình nha. Nhang trầm này á, nhà mình xài rất là lâu rồi cả nhà, hộp rất là đẹp, mẫu mã rất là đẹp, cả nhà coi này ha, hộp rất là đẹp. Cái này là chỉ là mới là giá bình quân thôi nha, kiểu bình dân chứ giá bình dân thôi, có nghĩa là ai cũng có thể mua được cả nhà. Ai cũng có thể mua được cái này 300 ngàn, 350 một ký. Có nghĩa là loại ngắn này là 300 ngàn nè đó, loại dài 350 nè đó. Thì mình cũng nói giá cho cả nhà mình biết luôn đấy. Còn cái này là mình bán 300 ngàn một hộp. Cái này là cái lư xông bằng gỗ ha. Nhà mình mà có con nhỏ thì mình nên xài bằng gỗ, lỡ mấy đứa nó có nghịch á thì mình cũng không có sợ bể. Bằng gỗ, còn này bằng sứ nè. Còn mình để trên cao hoặc là nhà không có con nhỏ thì mình xài bằng sứ, mình tiết kiệm được thì mình tiết kiệm nha. Mình xài mấy cái này ví dụ ngày Tết rồi cả nhà mình có cần nhang xông nhà, ví dụ như mấy cái nhang xông nhà này mình có thể xài nụ. Còn nếu mình có tiền hơn nữa thì mình bỏ ra vài triệu, hoặc là vài triệu một ký thôi, mình cũng không cần phải mua một ký. Mình mua một ký là mình chia cho người nhà của mình thôi. Còn nếu mình mua mình tự xài thì mình cái này một ký nó tới mấy triệu, thì mình mua khoảng một lạng gì đó thì nó cũng không có bao nhiêu tiền hết. Mình mua mấy cái miếng này nè, rồi giờ mình bẻ ra mình đốt, mình bỏ vô lưng mình đốt thì nó lên khói, thì mình xong nhà cũng tốt cả nhà. Còn không thì mình xài nhang nụ đấy. Vậy mình mua, cả nhà mình cứ kết bạn Zalo số điện thoại của mình, rồi mình sẽ gửi tất cả sản phẩm của mình bán đấy, rồi mình ưng cái nào thì mình sẽ mua cái đó nha cả nhà. Ngày Tết mình chưa có nhang để mình thắp, hoặc mình muốn tặng nhang cho người thân trong gia đình của mình, hoặc là nhang để xong nhà, thì cứ gọi số điện thoại của mình mua ủng hộ cho mình về tất cả các sản phẩm luôn, tinh dầu trầm, rồi vòng trầm hương, rồi thác xông trầm, rồi trầm cảnh cũng nhiều lắm. Tất cả mọi thứ về trầm là mình có bán hết cả nhà. Thì video hôm nay mình cũng chia sẻ cho cả nhà mình cũng rất là nhiều, thì cũng hy vọng là cả nhà mình sẽ hiểu ha. Tại vì mình tính mình không thích nói nhiều đâu cả nhà, mình nói ít mà hiểu nhiều là được. Mình không thích nói phải
dài dòng hay chê bai gì ai hết, nhưng mà chuyện này nó cũng đã cũ rồi, cũng đã qua rồi, thì Minh tự biết sắp xếp tất cả mọi chuyện trong gia đình của Minh. Thì mọi người có yêu quý Minh thì xem video vui vẻ ủng hộ cho Minh nha. Thì cũng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, chúc cả nhà mình là nhiều sức khỏe. Mình xin phép kết thúc video tại đây. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại.